Cô Trâm xin chào tất cả các con. Cô Trâm rất là vui gặp lại các con. Các con thân mến, tháp 10 đẹp nhất hoa sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Cô mời các con lắng nghe một giai điệu bài hát nói về Bác Hồ nhé. Vừa lắng nghe giai điệu bài hát nói về Bác Hồ kính yêu đấy. Bài hát rất là cảm động, nói về lòng kính yêu của các bạn nhỏ đối với bác và lòng mến yêu của bác đối với các cháu thiếu nhi đấy. À, sắp đến ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của bác rồi đấy. Để tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu thì hôm nay cô Trần sẽ dạy các con đọc bài thơ Ảnh Bác của tác giả Trần Đăng Khoa. Mời các con lắng nghe nhé. Bài thơ Ảnh Bác. Nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày bác mỉm miệng cười, bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Ngoài sân có mấy con gà, ngoài vườn có mấy quả na chín rồi. Em nghe như bác dạy lời, cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, thấy tàu bay Mỹ, nhớ ga hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, ngày ngày bác vẫn mỉm cười với em. Các con ơi, trong bài thơ nói về nhà bạn nhỏ có treo là ảnh Bác Hồ để tỏ lòng kính yêu đối với bác đấy. À, trong bài thơ còn có những lời dặn dò của bác đối với các cháu là phải biết làm những công việc nhỏ giúp cha mẹ và phải biết tránh xa những nơi nguy hiểm đấy con. Và bây giờ cô mời con lắng nghe bài thơ lại một lần nữa nhé. Ảnh Bác. Nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày bác mỉm miệng cười, bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Ngoài sân có mấy con gà, ngoài vườn có mấy quả na chín rồi. Em nghe như bác dạy lời, cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau, quét bếp, đuổi gà, thấy tàu bay Mỹ, nhớ ra hầm ngồi. Bác lo bao việc trên đời, ngày ngày bác vẫn mỉm cười với em. Ơi, trong bài thơ Nhà bạn nhỏ treo gì nè? À, trong bài thơ Nhà bạn nhỏ có treo ảnh Bác và lá cờ. Ngoài nhà bạn nhỏ treo ảnh Bác và lá cờ ra thì nhà nhà trên đất nước đều treo ảnh Bác và lá cờ để thể hiện lòng yêu tổ quốc, yêu quê hương đất nước và lòng kính trọng ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy con. Các con ơi, hình ảnh của Bác Hồ trong ảnh nhà bạn nhỏ trông rất là nhân hậu đấy. Bác luôn dành tình yêu thương cho con người và đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Vậy bác đã dặn dò bạn nhỏ điều gì? À, bác đã dặn dò bạn nhỏ phải biết giúp cha mẹ làm những công việc nhỏ như trồng rau, quét bếp, đuổi gà và phải biết giữ gìn an toàn cho bản thân, không được đi chơi xa và tránh xa những nơi nguy hiểm
À Phong ơi, tình cảm của Bác Hồ rất là cao la và vĩ đại đúng không nhau? Mặc dù bạn trăm công ngàn việc, nhưng bác luôn dành sự quan tâm cho các bạn nhỏ đấy. Để mong muốn giúp đứa con đọc thuộc bài thơ cho ông bà cha mẹ nghe và đón mừng ngày sinh nhật của Bác Hồ, thì hôm nay cô Trâm sẽ dạy cho con đọc bài thơ Ảnh Bác. Mời các con đọc thơ cùng cô nào. Bài thơ Ảnh Bác. Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày bác mỉm miệng cười. Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Ngoài sân có mấy con gà. Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi. Em nghe như bác dạy lời. Cháu ơi, đừng có chơi bời đâu xa. Trồng rau quét biết đuổi gà. Thấy tàu bay Mỹ nhớ ga Hà Nội. Cô Trâm vừa cho con làm quen với bài thơ Ảnh Bác của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Sau bài học này, cô hy vọng các con sẽ vâng lời ông bà cha mẹ nè và trở thành em bé ngoan, cháu ngoan Bác Hồ. Chúc con luôn vui tươi mạnh khỏe. Chào và hẹn gặp lại các con nhé.